Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 12 tháng 10 năm 2020. Thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có nhiều những dòng hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú, anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Và cái cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3kg đổ lại thì cái cước phí sẽ là 35.000 trong một đơn hàng. Mỗi 1kg tiếp theo thì sẽ được tính cộng thêm 10.000 nữa, 10.000 nữa trong 1kg tiếp theo ạ. Và cái cước phí này thì sẽ được tính cho cả 3 miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Với cái cước phí rất là hợp lý như vậy thì em nghĩ rằng cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm khi đặt lan bên cơ sở lan rừng nhà em ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có. Đầu tiên là hôm nay em vừa cập bến cái lô đai châu Thái cô chú anh chị nhé. Đai châu Thái thì hiện tại là một số cây là đang nhú nụ rồi. Hàng này là hàng kg cô chú anh chị này. Đó, một số cây là đang nhú nụ rồi. Và riêng dòng châu Thái hàng bắc trụ này thì nó sẽ có hiện tượng là đó là lỗi lá nhẹ một chút xíu. Cô chú anh chị này, xem tình trạng cây. 1kg sẽ rơi vào khoảng tầm 8 cho đến 5 cho đến 10 cây trên 1kg ạ. Em bán với giá 500.000 cho 1kg thôi cô chú anh chị nhé. 500.000 cô chú anh chị sẽ được rất là nhiều những cây đai châu đẹp để sưu tầm ạ. Và hàng này thì sẽ rất là nhiều màu sắc ạ. Và bên này đây là dòng dáng hương đuôi chồn này cô chú anh chị này. Dáng hương đuôi chồn những cây lá xếp rất là xinh như thế này. Dáng hương đuôi chồn thì em xin phép được bán với giá chỉ 160.000 cho 1kg thôi. Và cô chú anh chị có thể lấy theo bó cũng được. Một bó như vậy thì rơi vào khoảng tầm 5 cho đến 7 đầu ngọn. Em bán với giá chỉ 35.000 cho một bó dáng hương đuôi chồn như vậy. Và bên này là dòng long tu đá. Long tu đá thời điểm bây giờ thì đã thắt hết ngọn và xuống lá, rụng lá hoàn toàn rồi. Cây rất là khỏe khoắn rồi cô chú anh chị nhé. Nên cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm khi mà mình lấy và ghép cái thời điểm bây giờ đấy ạ. Với giá em bán chỉ 110.000 cho 1kg thôi. Và bên này đây là lô hoàng thảo long nhãn này cô chú anh chị này. Dài mướt rất là đẹp luôn. Em bán với giá chỉ 80.000 cho lô hoàng thảo long nhãn này thôi ạ. Và bên này là long tu xuân. Long tu xuân cũng đã xuống hết lá hoàn toàn rồi. Đây là thời điểm đẹp để cô chú anh chị có thể ghép sưu tầm cho mình những giò long tu để mình chơi hoa xuân nhé. Với giá em bán chỉ 200.000 cho 1kg long tu xuân ạ. Tiếp theo bên này đây là dòng lan kim điệp xuân. Kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy. Dòng lan ở những nơi ấm áp thì sẽ nở hoa Tết. Hiện tại là nó đã xuống hết lá và cây rất là khỏe đẹp như thế này rồi đây cô chú anh chị này. Cái dòng này thì em xin phép được bán với giá là 140.000 cho 1kg. Hàng thân căng mướt và rất là đẹp luôn. Hoàng phi hạc này. Hoàng phi hạc cũng là một cái dòng lan mà dễ thuần dễ chăm. Và đặc biệt là hoa của nó cũng rất là đẹp ạ. Và hoàng phi hạc thân căng bóng bẩy như thế này. Đấy, thân rất là mập nù và khỏe cô chú anh chị nhé. Hoàng phi hạc em xin phép được bán với giá là 140.000 cho 1kg hoàng phi hạc ạ. Bên này đây là hoàng thảo ý ngọc. Dòng ý ngọc thì nói chung là những cái dòng thân thẳng mùa này là bắt đầu đi vào giai đoạn xuống lá rồi cô chú anh chị này. Cũng đã thắt ngọn và bắt đầu xuống lá hết rồi đấy ạ. Em bán với giá là 180.000 cho 1kg hoàng thảo ý ngọc. Rồi tiếp theo bên này đây là những cây dáng hương đuôi sóc này cô chú anh chị này. Dáng hương đuôi sóc, những cây đuôi sóc lá xếp rất là xinh luôn ạ. Dạ. Dáng hương đuôi sóc với giá em bán là 120.000 cho 1kg dáng hương đuôi sóc. Cô chú anh chị cũng có thể lấy cho mình theo bó ạ. Một bó như thế này cũng sẽ rơi vào khoảng tầm 5 cho đến 7 đầu ngọn. Em bán với giá là 50.000 cho một bó dáng hương đuôi sóc nhé, cô chú anh chị nhé. Đây là những cây đuôi sóc lá xếp rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo bên này đây là hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh. Dòng lan nở đúng vào thời điểm Tết ạ. Thời điểm bây giờ là cây đã bắt đầu là xuống lá hết rồi nhá cô chú anh chị nhá. Và cũng đã bắt đầu lên mầm gốc rồi này cô chú anh chị này. Đây là cái thời điểm rất là đẹp để cô chú anh chị có thể chăm những cây hoa bắt đầu từ những cái mầm non nó mới đang lên. Với cả hàng chưa nhú nụ nên là cô chú anh chị lấy bây giờ sẽ được chơi một mùa hoa Tết rất là trọn vẹn luôn đấy ạ. Đấy, cây rất là khỏe khoắn rồi, thời điểm rất là đẹp để cô chú anh chị ghép cho mình những giò hoa chơi Tết. Rất là đẹp nhá. Dòng này thì hoa siêu to, bền và rất là đẹp luôn ạ. Hoàng thảo u lồi này em bán với giá là 240.000 cho 1kg. 240.000 cho 1kg hoàng thảo u lồi. Và bên này đây là dòng lan hoàng thảo đùi gà dẹt. Bây giờ cũng đã xuống lá để chuẩn bị chờ hoa Tết hoa xuân hết rồi đấy ạ.
Hoàng thảo đùi gà dẹt em chỉ bán với giá là 160.000 cho 1 kg thôi. Và bên này đây là hoàng thảo nghệ tâm này cô chú anh chị này. Hoàng thảo nghệ tâm ạ, những bó hoàng thảo nghệ tâm rất là xinh như thế này này. Bây giờ cũng đã thắt ngọn xuống lá rồi này cô chú anh chị này. Em bán với giá là 50.000 cho một bó nghệ tâm. Và cô chú anh chị cùng ngắm cho em cái mặt hoa của hoàng thảo nghệ tâm nhé, nó cực xinh luôn ạ. Đây ạ, cô chú anh chị cùng nhìn cho em cái mặt hoa của hoàng thảo nghệ tâm nhé. Cây thân thì nhỏ bé nhưng mà khi mà ra hoa thì rất là sai hoa và bông hoa cũng cực bông hoa cũng rất là to nhé cô chú anh chị nhé. Cái sắc tím hồng kết hợp với cái màu họng và họng vàng, nói chung là tạo nên một cái mặt bông hoa nghệ tâm rất là yêu, rất là đẹp như thế này. Và những cái cây nghệ tâm thời điểm bây giờ cô chú anh chị ghép là thích hợp rồi ạ. Nhìn cây rối tinh như vậy thôi nhưng mà khi mà sổ hoa cực xinh luôn. Chỉ có giá là 50.000 cho một bó hoàng thảo nghệ tâm thôi cô chú anh chị này. Và ở đây thì em có một cái lô hoàng lạp rất là đẹp luôn này cô chú anh chị này. Chỗ này đủ cô chú anh chị làm một giò to đẹp luôn nhá. 60.000 cho cái lô hoàng lạp này. Đây 60.000 cho toàn bộ cái lô hoàng lạp rất là đẹp, xanh lá đẹp này. Và bên này là kiều vàng. Lô kiều vàng này với cả một nhánh kiều và nhánh kiều vuông với cả một ít tam bảo sắc nữa. Lô này bán thanh lý 30.000 cho cái lô này. Và hoàng nhạn, em có là cái lô hoàng nhạn tháng 4 này. Hoàng nhạn tháng 4 này em có bao nhiêu cây đây nhỉ? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cây hoàng nhạn tháng 4 để cô chú anh chị, 11 cây ạ. Để cô chú anh chị làm giống 30.000 cho toàn bộ lô này. Bán nốt em thanh lý ạ. Và một cái dề sơn thủy tiên rất là to nhá. Dề sơn thủy tiên bằng hàng thuần luôn ạ. Dề sơn thủy tiên này em xin phép được bán với giá là 300.000 cho cái dề sơn thủy tiên này này. Đó, 300.000 cho dề sơn thủy tiên. Và bên này là hạc vĩ ạ. Hạc vĩ khô ráo và cây đã xuống hết lá rồi. Cực chắc khỏe luôn, thân rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Hạc vĩ em chỉ bán với giá là 140.000 cho 1 kg thôi. Hàng khô ráo và rất là lợi cân luôn ạ. Và ở đây thì em có một cái ít ý thảo ba màu xuống hết lá, dùng hàng đã xuống hết lá rồi như vậy. Cái lô ý thảo ba màu này em bán với giá là 50.000 cho lô ý thảo ba màu này. Và lô ngọc thạch ba màu này rất là nhiều luôn đây cô chú anh chị này. Ngọc thạch ba màu toàn bộ cái lô này em để giá là chắc phải đến 1 cân, 1 cân bình thường em bán 160 ạ. Còn lô này cuối cùng có cây ngắn dài lộn xộn như vậy em sẽ để giá 100.000 luôn nha cô chú anh chị nhé. Và hôm nay thì em vừa cập bến mới một cái lô cát lay a dòng lam cát một lá với những cái mặt hoa cực kỳ là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Hàng này thì nó sẽ có những cái chậu nó cũng những cái chậu thì nó cũng không có, có những chậu thì rất là sum suê nhưng cũng có những chậu là nó ít cây hơn. Tức là có những màu ấy thì nó rất là nhiều cây ạ. Nhưng cả có những chậu, những màu có những màu thì nó ít cây. Đó. Thì ở đây nói chung là em đã chọn lựa những cái màu gọi là đẹp nhất, rất là đặc sắc rồi. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn cho em. Và hàng thì rất là xanh lá và rất là đẹp như thế này. Em có tất cả là 6 màu sắc để cô chú anh chị lựa chọn nhé. Đây ạ, cái mã màu đầu tiên này, cánh vàng lưỡi đỏ rất là đẹp này. Mã màu thứ hai, đây là mã màu này em gọi là mã màu số 3 này, cánh vàng lưỡi đỏ nhé cô chú anh chị nhé. Và mã màu số 5, cánh đỏ, mã màu số 5 ạ, cánh đỏ pha lẫn họng họng đỏ lẫn vàng như thế này. Và mã màu số 4 này, mã màu số 4 thì cánh cũng đỏ kết hợp với cả màu vàng này. Và mã màu số 2 ạ, là cái màu sắc hồng, tím và vàng kết hợp với nhau. Và mã màu số 1 đây cô chú anh chị này, mã màu số 1 với cái cánh hơi vàng xanh với cái hữu lưỡi tím rất là độc đáo. Và cái mã màu cuối cùng đó là mã màu số 6. Mã màu số 6 đây rất là đẹp như vậy đấy cô chú anh chị này. Cánh trắng họng tím với cái hai mắt màu vàng rất là đẹp luôn. Đó. Thì ở đây đây ạ. Cô chú anh chị cùng xem cho em đây ạ. Cái có những cái màu sắc thì cái chậu nó sẽ nhiều giả hành hơn, nhiều cây hơn nhé cô chú anh chị nhé. Cũng có những cái, đây là cái mã màu số, đây là mã màu số 4 này. Mã màu số 4 này. Còn đây là mã màu số 5. Mã màu số 5. Và cái mã màu số, đây cánh vàng lưỡi tím thì nó hơi ít thân hơn cô chú anh chị nhé. Hơi ít thân hơn nhưng mà cũng đều rất là khỏe đẹp đấy ạ. Hơi ít thân hơn nhưng mà cũng rất là khỏe đẹp. Cây rất là khỏe luôn và màu sắc thì rất là đẹp. Và đây mã màu số 2 này. Cây mã màu số 2 có những cây thì nó nói chung là nó không có các màu sắc, nó không được đều như nhau đâu. Có màu thì nó rất là cao lớn, sum suê. Có màu thì nó ngắn hơn đây. Ví dụ như cái mã màu này, mã màu số 3 thì cây nó lại lùn lùn thấp thấp hơn như thế này. Đấy. Rồi cái mã màu trắng tím thì nó lại to hơn đây cô chú anh chị này. Đó. Nói chung là mỗi một cái mã màu thì nó sẽ có số lượng cây với cả, nói chung là nó đều khỏe đẹp cả. Nhưng mà
nó không được cao to hay là nhiều cây như nhau nhé cô chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo bên này là hôm nay em vừa cập bến mới một cái lô đai châu hàng chậu gỗ cực xinh luôn đấy ạ. Hàng đai châu chậu gỗ hàng cô chú anh chị chơi hoa Tết nhé. Mỗi một chậu có một cây chậu gỗ từ 3-4 cặp lá trở lên rất là đẹp như thế này. Thì em xin phép bán với giá 160.000 cho một chậu châu chậu gỗ. Còn chậu nào mà có cặp đôi hai cây như thế này thì em xin phép bán với giá là 180.000 ạ. 180.000 cho một cặp đôi châu chậu gỗ gồm hai cây và 160.000 cho chậu một cây nhé. Và chậu một cây thì so với chậu hai cây thì nó sẽ to hơn ạ. Chậu hai cây thì nó sẽ 180 nhưng mà cây nó sẽ nhỏ hơn cái chậu một cây một tí này cô chú anh chị này. Đây nhá. Đó. Và một chậu châu chậu gỗ đẹp như thế này chỉ với giá là 160 cho đến 180 chậu đôi hai cây thì em nghĩ là giá rất là hợp lý và rất là rẻ cô chú anh chị sưu tầm rồi. Và tiếp theo bên này là dòng lan mặt trời Bangkok. Một cái dòng hàng mà phải nói hoa cực kỳ là bền với màu sắc bông hoa vươn cao với màu sắc đỏ rực rỡ rất là tuyệt vời luôn. Mặt trời Bangkok em bán với giá là 160.000 cho một chậu mặt trời Bangkok nhé. À mà hình như là lúc này em quên mất là những cái chậu cát này này rất là đẹp luôn như thế này. Em đã giới thiệu là có tất cả là 6 mã màu rất là đẹp rồi. Thì tuy nhiên là hình như là em quên mất báo giá. Những cái chậu cát này thì em xin phép được bán đồng giá là 140.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. 140.000 cho một chậu. Đó, cô chú anh chị nhìn này, rất là đẹp luôn. Cái màu sắc nào cũng là những cái màu sắc phải nói là cực kỳ là đẹp mắt luôn ạ. 160.000 cho một chậu cát. Như vậy có tất cả 6 màu sắc luôn. Và hàng thì xanh mướt, không có điểm nào để mà chê được luôn ạ. Ui. Rồi tiếp theo ở đây là em có những cái giò giả hạc Pháp này cô chú anh chị này. Cái giò giả hạc Pháp này nó sẽ rơi vào khoảng từ 5 cho đến 7 thân, 5 cho đến 7 thân, tùy cái độ ngắn dài ạ. Tùy độ ngắn dài thì nó sẽ có thể từ 5 thân cho đến 7 thân nhá. Với những cái giò như thế này thì khi mà những ngày Tết đến cô chú anh chị có những cái giò như vậy để mà trưng ở một cái góc bàn hay là một cái góc nhà thì sẽ tạo cho cái không gian rất là rực rỡ. Ngoài cái vẻ đẹp thì cái dòng hàng này hoa còn rất là thơm nhé cô chú anh chị nhá, giò hạc Pháp ạ. Em chỉ bán với giá là 190.000 cho một giò thôi cô chú anh chị này, 190.000 cho một giò. Tất cả những cây này thì đều được ươm ki, đều là những cây ươm ki từ những cây mẹ rất là mập và khỏe. Đó, đảm bảo cô chú anh chị hàng giống rất là tuyệt vời luôn. Hàng giống hàng chơi hoa rất là tuyệt vời luôn như thế này. Cô chú anh chị mà lấy hai giò thì cô chú anh chị đã có một cái giò rất là to để mà đẹp cho chơi, rất là đẹp chơi trong Tết này rồi. Tiếp theo bên này đây là em có những cái chậu trầm rất là đẹp ạ. Dạ. Trầm nù và rụt rất là đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Đấy, rất là nù và rất là rụt luôn. Hàng này hàng trầm rừng nhé cô chú anh chị nhé. Trầm tím hàng rừng ạ. Em bán mỗi một cốc như vậy với giá là 100.000. Cô chú anh chị nào lấy từ 5 cốc trở lên rất là đẹp luôn, phải nói như vậy. Từ 5 cốc trở lên em sẽ để với giá là em sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị. Rồi tiếp theo sang bên này. Tiếp theo này đây thì em có những cái chậu kiếm hàng gieo hạt tại Việt Nam, đó là dòng kiếm ma thuật nhé cô chú anh chị nhé. Dòng kiếm ma thuật mỗi một chậu này thì là hàng gieo hạt tại Việt Nam đã trồng thuần từ 2 năm rồi. Với cái mặt hoa cực kỳ là quyến rũ. Dạ cô chú anh chị cùng nhìn cho em này, đây là mặt bông của kiếm ma thuật nhé. Với cái sắc đẹp như vậy, với cái lưỡi đỏ rất là cuốn hút tuyệt vời luôn. Và một chậu kiếm ma thuật hàng gieo hạt tại Việt Nam như thế này hứa hẹn một mặt bông cực xuất sắc cho cô chú anh chị nào yêu thích cái dòng lan kiếm này. Em bán với giá là 160.000 cho một chậu kiếm ma thuật có từ 2 tép nhé. Và bên này đây là những cái chậu kiếm Thái với mặt bông được lai tạo giống từ hai cái mặt bông đột cực đẹp luôn như thế này cô chú anh chị này. Đó. Và hàng này thì không chỉ đẹp về thân lá mà cái không chỉ đẹp về cái mặt hoa thôi mà cô chú anh chị có thể thấy là cái thân lá của nó cũng không có điểm nào để mà chê được luôn ạ. Những chậu kiếm rất là to và rất là sum xuê. Rất là to, rất là sum xuê và bản lá to nhé cô chú anh chị nhé. Rất là nhiều thân tuyệt vời luôn như thế này. Hàng này cô chú anh chị về sang một cái chậu mới thì phải nói là cực đỉnh luôn ạ. Và mỗi một chậu kiếm với cái mặt hoa lai tạo giống giữa hai cái mặt bông kiếm rất là đẹp. Và chậu to, bản lá to, lá ngắn, mướt mát như vậy em chỉ bán với giá là 420.000 cho một chậu thôi. Cô chú anh chị nhìn ạ, nó quá là tuyệt vời luôn. Đấy, hàng này thì khi mà nở hoa thì em nghĩ chắc chắn là cực kỳ là mê luôn với những cái khuôn bông hoa của nó như vậy đấy ạ. Và bên này thì em có những cái chậu kiếm cũng là mặt hoa như vậy.
cũng tạo giống từ cái khuôn bông hoa như thế này. Nhưng mà những cái chậu này thì cây nó còn nhỏ hơn nhé cô chú anh chị nhé. Cây nhỏ hơn ạ. Và hàng cũng lá xếp bản lá to rất là đẹp luôn như thế này. Một chậu kiếm này em sẽ chỉ bán với giá là 140.000 thôi. Cây xanh mướt, cây xanh mướt luôn. Đó, rất là đẹp như thế này. Mượt mà bóng bẩy luôn ạ. Chỉ 140.000 cho một chậu kiếm như vậy thôi nhé. Còn trên này đây thì em có những cái dòng phi điệp. Có dòng phi điệp 5 cánh ám mắt đỏ nhé cô chú anh chị nhé. Phi điệp 5 cánh ám mắt đỏ. Và một cái bảng phi điệp 5 cánh ám mắt đỏ này thì nó sẽ rơi vào từ 2 thân trở lên ạ. Đây ạ. Cái khuôn bông hoa của nó như vậy đây cô chú anh chị này. Nói chung là rất là đáng sưu tầm. Và một cái bảng phi điệp 5 cánh ám mắt đỏ rơi ít nhất là 2 thân như vậy em xin phép được bán với giá là 130.000 cho một bảng thôi. Và bên này là dòng lan trầm trắng. Nói chung trầm trắng này nó là cái dòng kiểu hàng đột biến nhé cô chú anh chị nhé. Đây ạ, một bông trầm trắng như vậy đây cô chú anh chị này. Đó, khuôn bông cánh tròn bầu đúng chuẩn trầm rừng luôn nhé. Và hàng này thì một bảng trầm trắng như vậy cũng rơi vào ít nhất là 2 thân. Ít nhất là 2 thân đây cô chú anh chị này, chơi hoa xuân này. Em xin phép bán với giá là 200.000 cho một bảng. Nói chung dòng trầm này là một dòng hàng rất là giá trị. Đó, cô chú anh chị nếu như mua hàng cân, mua cái hàng mà trực tiếp đột ở rừng ấy, thì cái giá của nó phải nói là rất là kinh khủng. Như ở đây thì mỗi bảng một bảng như vậy chỉ có 200.000 thôi. Rồi tiếp theo bên này đây là dòng trầm lai chớp. Cũng cái mặt bông cũng không kém phần, không kém cạnh xuất sắc, không kém phần xuất sắc đây cô chú anh chị này. Với môi tuyết, cánh chớp rất là đẹp. Và một bảng trầm như vậy cũng có ít nhất là 2 thân. Đó, ít nhất là 2 thân rất là đẹp luôn như vậy. Em bán với giá cũng chỉ 130.000 thôi. Còn trên này đây là dòng trầm tím đậm này. Với cái khuôn bông hoa, thân nù và cái bông hoa rất là tím đậm luôn nhé. Đấy, mỗi một bảng cũng sẽ có từ 2 thân trở lên ạ. Và đây là cái mặt bông của nó đây. Trầm tím đậm với giá cũng 130.000 cho một bảng trầm tím đậm để cô chú anh chị chơi hoa xuân này. Và bên này là một cái loại lan mà em nhập ở Thái về. Và vì là tiếng Thái nên em không biết dịch tên của nó là gì. Đây là cái khuôn bông hoa của nó nhé. Bông hoa to, thơm, bền và rất là lâu tàn. Và một cái bảng như vậy để cô chú anh chị sưu tầm rất nhiều thân, từ 5 thân trở lên ạ. Em bán với giá là 130.000 cho một bảng. Và tiếp theo bên này đây là dòng phi điệp 5 cánh trắng họng hồng này cô chú anh chị này. Với cái khuôn bông hoa nở thực tế rất là tuyệt vời như thế này nhá. Cánh trắng, 5 cánh trắng với cái họng hồng, hồng tím hồng rất là đẹp như thế này. Và một cái chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng sẽ nở hoa Tết hoặc là nở hoa xuân này. Như năm ngoái em bán hàng Tết đấy ạ. Và hai cái thân thì dài từ trên 40cm trở lên hết nhé cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp luôn. Và một chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng như vậy em bán với giá là 280.000 cho một chậu. Hàng này thì như năm ngoái là bán một chậu một thân thôi, khoảng tầm 40-50cm thôi đã rơi vào là 300.000 rồi nhé cô chú anh chị nhé. Hiện tại một chậu hai thân quá là đẹp như thế này chỉ với giá là 280.000 thôi cô chú anh chị này. Và bên này là cái dòng đen rô xuân ạ. Đây là dòng đen rô xuân hàng đột biến nhé cô chú anh chị nhé. Đen rô xuân hàng đột biến chơi hoa Tết này. Với cái mặt hoa đó là 5 cánh trắng với cái họng họng đỏ nhé cô chú anh chị nhé. 5 cánh trắng họng đỏ rất là tuyệt vời. Đây cô chú anh chị này. Cái hàng này thì bình thường nếu như mà ở hàng mình nhập ở Thái về và một số nhà vườn người ta vào vườn ấy, trồng thuần thì người ta thường bán 400-500.000 cho một chậu nhá. Hiện tại thì mỗi một chậu như vậy em chỉ bán với giá là 150.000 cho cô chú anh chị sưu tầm. Nói chung là cái đã là nói là cái hàng đột biến thì nó khá là hiếm nên cái giá thành của nó khá là đắt đỏ. Nhưng với số tiền là 150.000 cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình một cái giò đen rô rất là khỏe, dễ thuần, dễ chăm, dòng đột biến rất là tuyệt vời, rất là xinh như thế này để chơi hoa Tết nhé. Nói chung là hôm qua có khách hỏi rằng cây này có dễ ra hoa không, thế dòng này là đến Tết là hoàn toàn ra dễ ra hoa nhé cô chú anh chị nhé. 150.000 cho một gốc đen rô rất là đẹp như thế này, với cái khuôn bông trắng nhé, cánh trắng và lưỡi đỏ, rất là tuyệt vời, rất là đẹp luôn đấy ạ. Và bên này thì em có những cái cốc dendro này. Bình thường là em bán những cái cốc dendro của em với giá là bao nhiêu nhỉ? 15.000. Thì hàng hôm nay thì em sẽ để lại với giá chỉ còn có 12.000 cho một cốc. 12.000 cho một cái cốc dendro như thế này. Và hàng này thì có rất là nhiều màu. Và hiện tại thì một số cây là đang bắt đầu là bói hoa rồi cô chú anh chị này. 12.000 cho một cốc. Và cô chú anh chị nào lấy từ 10 cốc em sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị. Nói chung là hàng thì hiện tại nó còn có 120.000 thì cô chú anh chị được 10 cốc và bao phí vận chuyển, phí vận chuyển tính ra 35.000 rồi. Thế thì cô chú anh chị chỉ phải mất hơn có mấy chục nghìn để cô chú anh chị có được 10 cốc đen rô xuân như vậy. Không phải là đen rô xuân mà đây là dòng đen rô nhiều xiêm hoa nhé, nhiều màu hoa nhé, nhiều màu sắc nhé cô chú anh chị nhé. Còn bên này đây là em cũng có cái dòng đen rô này cô chú anh chị này. Đen rô với những cái bông hoa tím hồng rất là xinh luôn như thế này.
Và mỗi một cốc Dendro hàng hôm nay thì em sẽ để thanh lý với giá chỉ 50.000 cho một cốc thôi ạ. Và dòng này cũng là dòng siêng hoa, sẽ cho hoa quanh năm cô chú anh chị nhé, 50.000 cho một cốc. Rồi sang bên này đây thì em có rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần này, những cái giò lan hoa chơi Tết để giao lưu cùng cô chú anh chị. Em đã chia ra theo từng hình nhé. Trước tiên thì em có một số cái hình phi điệp tím của vùng Cao Bằng để cô chú anh chị sưu tầm. Em có hình số 1, hình số 1 này, hình số 1 em bán 300.000 ạ. Hình số 2 với giá là 200.000, 180. Hình số 3 thân cũng rất là nù, 280 ạ. Này đây là long tu xuân này cô chú anh chị này, long tu xuân. Cái giò số 4 long tu xuân 170.000, thân căng bóng bẩy cực khỏe đẹp luôn. Hình số 5 170.000 đây cô chú anh chị này, giò long tu xuân 170.000. Hình số 6 long tu xuân số 6 140.000 thôi ạ. 140.000 thoải mái cô chú anh chị, có một giò long tu thật là xinh để ngắm hoa xuân rồi nhá. Cây bắt đầu xuống lá rồi, rất là chắc khỏe và nụ đẹp và nổi rất là rõ như vậy. Tiếp theo hình số 7 160.000. Hình số 8 chỉ 150.000 thôi cô chú anh chị này, thân nụ luôn, đã rụng lá chuẩn bị chờ hoa hết rồi. Hình số 9 150.000, nói chung là nhiều thân nhưng mà nó ngắn nhé. Hình số 10 160.000 cho hình số 10 này đấy ạ. Và hình số 11 là 150.000 cô chú anh chị nhìn này. Cây thân đã bắt đầu xuống lá và nhìn rất là rõ cái phần nụ ở bên dưới như vậy. Hình tiếp theo là hình số 12 150.000 và hình số 13 cũng 150.000 thôi ạ. Sau bên này là những cái giò trầm trắng để cô chú anh chị chơi hoa Tết, cũng là một giò trầm, một cái loại trầm trắng không tì vết nhá cô chú anh chị nhá. Đây là cái mặt bông của dòng trầm trắng này đây cô chú anh chị này, cô chú anh chị cùng ngắm cho em ạ, trắng không tì vết, bông hoa rất là to và cực sai hoa luôn nhá. Mùi hương thơm thì khỏi phải bàn rồi ạ. Nói chung đây là một cái dòng lan phải nói rất đáng sưu tầm. Cô chú anh chị nhìn có thể thấy là thân của nó xanh biếc như thế này này cô chú anh chị này. Đó, một cái dòng hàng rất đáng sưu tầm luôn. Em có hình số 14 chỉ 280.000 thôi cô chú anh chị nhé. 280.000 cho hình 14 với 3 thân rất là đẹp như thế này. Hình tiếp theo hình số 15 360.000 cho 3 thân, cho một giò cũng 3 thân, một thân rất là dài luôn, với hai cái thân nó ngắn hơn một chút xíu. Và tiếp theo là hình số 16 đây, cũng 3 thân nhé cô chú anh chị nhé, cũng 3 thân. Tuy nhiên cái thân này bị gãy mất một thân này cô chú anh chị này, gãy mất một thân nhưng mà nó vẫn cứ ra hoa và vẫn lên mầm bình thường nhé, không ảnh hưởng gì. Đó, nó vẫn 3 thân khá là dài, tính ra nó vẫn dài ạ. Em bán hình này chỉ với giá là 240.000 thôi, em thanh lý luôn ạ. Tiếp theo hình số 17 260 này. 3 thân như vậy đấy ạ, 260 nhé. 260 cô chú anh chị sở hữu cho mình một cái giò trầm trắng rất là giá trị luôn. Tiếp theo là hình số 18 cũng với giá chỉ 260.000 thôi cô chú anh chị, nhanh tay sưu tầm ạ. Và hình tiếp theo là hình số 19. Giò này cũng có 3 thân này. Hình này em bán với giá là 260 nhá. Cái lô này em mua được giá rẻ nên thực sự là bán rất là rẻ luôn cô chú anh chị ạ. Hình tiếp theo là hình số 20, hình số 21 chỉ 250.000 thôi, 250.000 cho giò này thôi nhá. Hình tiếp theo hình 22, hình 22 này em bán với giá là 260 ạ. Và tiếp theo là hình số 23. Hình 23 này đây em bán là hình 23 bán 280 ạ. Và hình số 24 bán với giá là 300.000 này, 24 300.000 với 3 thân mập nú nhá. Bên này sẽ là một số hình đai châu Thái. Đai châu Thái cô chú anh chị có thể mua giúp em hàng cân, hoặc là cô chú anh chị có thể chọn cho mình những cái hàng hình để được ưng ý nhất ạ. Cái hình tiếp theo là hình số 25, một phần đai châu Thái với 4 cây rất là đẹp luôn nè ạ. 4 cây đẹp xinh như thế này. Hình này em bán với giá chỉ 200.000 thôi cô chú anh chị nhé, 200.000 thôi đấy ạ. Đó, 4 cây rất là xinh luôn, 200.000. Tiếp theo là hình số 26, có 5 cây châu, 5 cây châu như vậy. Không phải 5 cây mà hơn chứ nhỉ, 1, 2, 3, 4. À, có 5 cây đúng rồi cô chú anh chị này, 5 cây. 5 cây châu này em bán chỉ 180.000 thôi, cây này hơi lỗi nhá cô chú anh chị nhé. Em phải nói trước như thế, không phải đến khi cây này coi như không tính đi. Đấy, thì có 4 cây này cũng rất là đẹp rồi. Em bán 180.000 cho hình này này. Đó. Và tiếp theo là hình số 27. Hình số 27 này em có 4 cây châu cũng đẹp. Đó, 4 cây lá châu lá xếp rụt rịt bóng đẹp như thế này. 4 cây châu Thái nhá. Em bán hình này với giá là 200.000. 200.000 cho hình này. Tiếp theo hình số 28 có 6 cây ạ. Hình 28 này có 6 cây và với giá cũng chỉ 200.000 thôi. Đó, 200.000 thôi cô chú anh chị này. Hình 29 nhú nụ luôn rồi đây này. Hình 29 này em có 3 cây to nhé, 3 cây châu to như thế này với giá 230.000, bản lá mít luôn, 230.000. Hình tiếp theo là hình số 30 với 2 cây to ạ. Hình 30 2 cây to với giá 270.000. Và đây, cây như cây này đang nhú 2 nụ luôn cô chú anh chị này.
Đấy, cây này cũng đang nhú nụ tím ngắt luôn này. Hình tiếp theo là hình số 31, hai cây này với giá là 200.000 ạ. Hai cây này 200.000 nhé cô chú anh chị nhé. Hình tiếp theo là sang phần đai châu rừng. Đai châu rừng này cô chú anh chị này, đai châu rừng hình 32 này. Hình 32 này nó có tất cả là 19 cây châu rừng ạ. 19 cây châu rừng rất là đẹp, hàng giống rất là xinh như vậy, em bán với giá là 200.000 nhá cô chú anh chị nhá. 200.000 cho cái hình 32 có 19 cây, tính ra mỗi một cây châu lá mít, có những cây lá mít luôn, rất là đẹp như vậy, chỉ với giá có 10.000. Tiếp theo là hình số 33. Hình số 33 này em có 10 cây nhá, 10 cây châu khỏe đẹp nhá. Đây ạ. 10 cây châu này em bán với giá là, hình 33 này thì cây nhỡ lớn hơn, hình này em bán với giá 220.000 với 10 cây châu ạ, 10 cây châu chỉ 220.000 thôi nhá. Tiếp theo là hình số 34. Hình số 34 này em có 8 cây với giá chỉ 170.000 ạ. 8 cây 170.000 nhá. Hình tiếp theo là hình số 35. Hình số 35 này em có tất cả là 21 cây. 21 cây này em bán với giá là 200.000 nhá. Hình 35 21 cây 200.000 ạ. Tiếp theo là hình số 36. Hình số 36 này có hai cây châu to này cô chú anh chị này, hai cây châu to và rất là đẹp luôn. Hai cây này em bán 200.000. Và hình tiếp theo hình số 37. Hình số 37 này với ba cây châu rừng to và đẹp như vậy nhá. Hình này em bán cũng 200.000 ạ. Và tiếp theo số hình số 38. Hình số 38 này số cây lên đến 33 cây luôn nhá. 33 cây châu giống rất là đẹp luôn như vậy. Em bán hình này cũng với giá là 200.000. Và sang bên này đây là dòng phi điệp 5 cánh trắng. Phi điệp 5 cánh trắng. Họng đỏ rất là đẹp như thế này, cô chú anh chị cùng ngắm cho em cái mặt hoa cực mê luôn nhá. Không kém cạnh gì những cái bông hoa đột biến với cái giá tiền vài triệu cho một sen, hay là nói tóm lại là cô chú anh chị có thể thẩm ngắm để thấy được cái mặt hoa cực đẹp của nó như vậy. Đây cô chú anh chị này. Dòng phi điệp 5 cánh trắng này thì giá của nó, đây là cái hàng tem và cũng rất là hiếm hàng. Hàng nhập ở Thái về nên là cái giá của nó cũng khá là cao cô chú anh chị nhá. Nhưng với giá này thì em nghĩ xứng đáng để cô chú anh chị có thể sưu tầm, bởi vì cái mặt hoa rất là đẹp của nó. Em có hình 39 với giá là 400.000. Hình 40 với giá em bán 300.000, bởi vì có một cái thân này nó hơi lung lay, cái phần gốc rễ này hơi bung một tí nên em bán rẻ nhé, 300.000 ạ. Hình tiếp theo là hình số 41, một cái giò rất là đẹp luôn. Hình này em bán với giá 460. Hình tiếp theo hình số 42, 500.000 cô chú anh chị này. 500.000 cho cái hình này rất là sung xuê luôn. Hình tiếp theo hình số 43, 440.000 cho hình 43 này. Hình tiếp theo là hình số 44, 400.000 ạ. Và hình số 45 với giá là em bán 500.000. Hình 46 với giá là 420.000. 420.000 cho hình 46. Và bên này sẽ là những cái giò gà dẹt để cô chú anh chị về chỉ việc treo chơi nhá, với giá rất là yêu thương nhẹ nhàng. Hình 47 ạ. Dạ. Cái giò gà thân căng rất là bóng bẩy và nhiều thân đẹp như thế này này, giò gà dẹt này cô chú anh chị này. Giò này em bán 180 ạ. Tiếp theo hình 48 này. Cũng rất là nhiều thân. Thân rất là bóng luôn cô chú anh chị này, rất là đẹp luôn. Hình này em bán với giá 200.000 và tiếp theo là hình 49 chỉ 150.000 thôi. 150.000 thôi nhá. Và tiếp theo là hình số 50, một phần cáo. Cái hình này một phần cáo này có đến 11 cây đấy ạ. 11 cây cáo, chọn lựa kỹ và tỷ lệ dập lá thì rất là ít luôn. Hình này em chỉ bán 160 thôi cô chú anh chị này. Tiếp theo hình số 51. Hình số 51 này có 20 cây cáo ạ. 20 cây cáo này em bán với giá 160.000. Hình tiếp theo hình số 52. Hình số 52 này có tất cả là 7 cây cáo nhá. 7 cây cáo này em bán 150.000. Và tiếp theo là hình số 53 là 3 cây quế ạ. 3 cái ngọn quế này em bán với giá là 260.000 ạ. Và hình tiếp theo là hình số 2 cái giò Trần Mộng Xuân. Nói chung là ngang ngửa nhau, em gọi đây là giò số 1 và đây là giò số 2 Trần Mộng Xuân. Mỗi một giò em bán với giá là 120.000 cho một giò Trần Mộng Xuân. Có những cây bây giờ đang nụ này cô chú anh chị này. Đó, đang bắt đầu nhú nụ nhá cô chú anh chị nhá. 120.000 cho mỗi một phần Trần Mộng Xuân này, cô chú anh chị được một giò để sưu tầm đẹp luôn. Ngoài ra thì em còn có rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan này cô chú anh chị này. Chế phẩm và vật tư dành cho em hoa lan bên em có B1 Thái với giá là 30.000 cho một lọ này. À, B1 Thái với giá là 4.000 cho một lọ nhá. Hùng Nguyễn giá là 25.000 cho một lọ và 5.000 cho một cặp. Và Super Thai dòng chiết ạ, với giá em bán 85.000 cho một lọ. Và cái keo liền da Mỹ Tiến 40.000 cho một lọ. Keo liền da sẹo đen với giá là 50.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây
với giá là 30.000 cho một lọ. Rồi cáp tan đặc trị thối nhũn của Thái với giá là 35.000 cho một lọ. Siêu da rễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón NPK, phân bón lá NPK dành cho ba giai đoạn phát triển của cây đồng giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát dành cho ba giai đoạn phát triển của cây đồng giá 30.000 cho một lọ. Kinkin Boom đặc trị thối nhũn với giá là 20.000 cho một gói. Và cái bả sen cũng với giá là 20.000 cho một gói nhé. Một cái dòng phân bón dạng túi lọc cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng từ trong tất cả mọi giai đoạn và đồng thời còn kích thích da rễ rất là mạnh luôn. Một hộp như vậy với 20 túi lọc em bán với giá là 35.000 cho một lọ. Và Chicho Đề Ma, một cái dòng phim phân bón vi sinh kháng nấm rất là hữu hiệu, một gói như vậy với khối lượng 100g bán với giá 20.000 cho một gói. Và cái hộp Chicho Đề Ma này cũng là kháng nấm với khối lượng lên đến 1kg chỉ với giá là 130.000 thôi. Và Duy Xanh là 50.000 cho một ống nhé. Duy Đỏ với giá là 60.000 cho một ống này. Rồi là cái Atonic với giá là 10.000 cho một gói nhé. Thuốc trị rệp và các loại sâu gây hại cho cây trồng. Thuốc trị rệp và các loại sâu gây hại cho cây trồng với giá là 20.000 cho một gói. Em có thêm vỏ thông phân dê đồng giá 20.000 cho 1kg. Rêu rừng với giá là 50.000 cho 1kg. Và đặc biệt vẫn có sản phẩm đó chính là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt. Mỗi một lọ như vậy em bán có thể tích là 10ml, em bán với giá là 40.000 cho một lọ cô chú anh chị nhé. 40.000 cho một lọ tinh dầu hồi như thế này. Nó có những cái tác dụng như là diệt khuẩn, làm sạch không khí, ngoài ra nó tạo cái mùi hương rất là dịu. Đặc biệt là giảm đau, khi mà cô chú anh chị dùng để giảm đau ấy ạ, nó giảm đau rất là hiệu quả mà không gây nóng rát nhé cô chú anh chị nhé. Không gây nóng rát và ngoài ra thì còn có cái mùi hương rất là dễ chịu cho người sử dụng. Đây là sản phẩm hoàn toàn từ tự nhiên. Rất là lành tính đối với cả sức khỏe ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hôm